Sao mà đi nhục mạ đồng đạo cũng không khác nào như là cái bầy chó mà cắn nhau vậy đó. Vậy là con chó này phải xử nó chứ bây giờ đây. Phá mồm chó rồi đó chứ. Xiên lại đâu, đâu có để con chó này nó gì được. Bác Sáu kêu lính, bác Sáu chở đi hả? Ừ. Trời ơi, bác Sáu tôi nóng lắm rồi đó nha. Bác Sáu. Ừ. Đông không? Đông à. Mà lên tôi gỡ cái hình của bác tôi dũng với cầu tiêu luôn đó. Mình dám xuống tóc. Ha, mình dám xuống tóc ha. Đó, rồi mình đi tu. Đó. Như vậy là cái mình xuống tóc vậy rồi nó chỉ ngúng ngát vậy, giống như mà cái giò giữa của người đàn ông vậy. Giống như cái giò giữa đàn ông vậy. Ăn nói không có ra gì. Tôi khiêm tốn tôi nói vậy đó. Đi cạo đầu. Tổ lóc đi à, rồi lên nói ngủ gặp gần vậy. Y như là cái chân giỏ của người đàn, cái chân giữa của người đàn ông vậy. Ăn nói thì không ra chân. Tôi đây nè. Tôi ở Bến Lức nè, Long An nè, cặp Bình Chánh nè. Đó, tôi sẽ tới nhà cô. Tới luôn, nói sao? Tại mặt luôn đó. Bác Sáu cái gì cũng bỏ qua, bác Sáu dạ, bác Sáu đi qua mà vô hơn không hả? Ừ, nóng lắm rồi đó. Nóng lắm hả? Nóng rồi vô hơn này á. Bác Sáu là gặp bả là bụp luôn hả? Mà bụp nè, mình cũng lớn tuổi rồi. Mình cũng là đồng đạo với nhau mà đi nhục mạ đồng đạo cũng không khác nào như là cái bầy chó mà cắn nhau vậy đó. Vậy là con chó này phải xử nó chứ bây giờ đây. Phá mồm chó rồi đó chứ. Xiên lại. Đâu có để con chó này nó gì được. Bác Sáu kêu lính, bác Sáu chở đi hả? Ừ. Trời ơi, bác Sáu tôi nóng lắm rồi đó nha. Bác Sáu. Ừ. Đông không? Đông à. Mà lên tôi gỡ cái hình của bác tôi dũng với cầu tiêu luôn đó. Dũng luôn hả? Dũng luôn. Đưa cái hình ảnh máy lên làm gì vậy? Nó tôi nóng lắm rồi đó. Ủa mà tôi cho người lại đục cái hình ảnh tôi dũng với xong luôn, dũng cái cầu xí luôn. Quất luôn hả? Quất luôn. Đưa lên hình ảnh gì mà tội tệ quá. Hả? Sáu là bữa nay định đi là khám bệnh bây giờ. Tôi định đi khám bệnh mà bỏ khám bệnh luôn. Nóng lắm rồi đó. Dạ là nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú anh chị. Trước màn hình quý ông bà cô chị là đây là bác Sáu ở tận Long An thì có gọi cho anh em xuống đây để bức xúc về một cái việc mà Nico Diệu Hân đã xúc phạm đến cộng đồng mạng và cũng như ngày Minh Tuệ. Thì câu chuyện này như thế nào thì em mời tất cả quý cô chú anh chị hãy đồng hành, anh em hết video sẽ hiểu hơn câu chuyện. Dạ con chào bác Sáu. Tôi xin chào các em và xin chào cộng đồng mạng. Thì tôi xin nói về vấn đề là Nico Diệu Hân có xúc phạm mà lớn đến nhân phẩm của một cái nhà tu chính là người học theo Phật mà đã thế giới người ta công nhận. Thì xin thưa với quý cộng đồng mạng, vì sao tôi bức xúc? Mấy hôm nay tôi ăn không yên, ngủ không được. Trời ơi. Tại sao mà một cái người Nico mà lên rồi xúc phạm tới thầy Minh Tuệ như thế? Như vậy thì mình tôi nói với cô Linh cô không nên làm như vậy. Mình đã lớn tuổi rồi, mình đã mang tu, mình xuống tóc, mình đi tu. Đó, thì mình để cái hạnh của mình lại như thế nào cho con cháu? Mình chết mình không có đem theo được tiền của đâu. Không, mình để tiền của con cháu nó cũng xài hết, mà mình để cái hạnh mình lợi đó, con cháu nó hưởng. Rồi mình để cái hạnh mình lợi đó để đặng cho thế gian người ta ca ngợi, người ta ca tụng mình. Bởi vì thường ông bà ta nói con cọp chết để gia, người ta qua đời chết để tiếng. Nhưng mà tại sao cô lại đi xúc phạm một cái người tu hành đó mà đã thế giới này không phải 100 triệu dân của Việt Nam mình mà 7 tỷ dân trên thế giới không người ta công nhận. Đó rồi nè, các cái tôn giáo nha. Đó là các cái nơi khác đó, cũng như là ở là Đức Giáo Hoàng ở Cai Căn, người ta cũng gửi điện, người ta cũng kinh phục, người ta cũng lên tiếng vấn đề thương tệ, hay hoặc là Cao Đài nè. Đó rồi Hòa Hảo nè. Đó rồi không có nói về trong cái môn phái đạo Phật của mình, ai ta cũng công nhận. Đúng không? Nhưng mà tại sao mà nếu cô Vũ Linh xúc phạm đến một cái người Diệu Hân á là xúc phạm đến một cái người tu hành, người ta đâu có đụng chạm đâu, phải không? Ông Thích Minh Tuệ này ông không đụng chạm gì tới mình hết trơn á. Ông chỉ là xin là ăn một bữa cơm chay trong một ngày đó, rồi ông đi thôi, ông đi từ Nam chứ Bắc. Mà người ta gọi là gì? Ta gọi là đi tu chứ đâu phải ngồi tu. Mình ngồi mình sàm sở, mình ngồi đó mình nói tầm bậy tầm bạ ra là mình nói lên tu. Tu cái gì? Tu hú hay tu gì? À, cho nên bây giờ nè, mình phải xác định lại đi. Mình ăn nói cho nó đàng hoàng, chuẩn chạc. Tại sao bao nhiêu người trên thế giới này người ta ca ngợi, người ta ca tụng, còn bản thân mình là như vậy? Tôi ví dụ như bây giờ nè,
một cái xuồng người ta bơi, người ta chèo, thấy không? Ai chèo chèo ai bơi bơi, mình lấy tay mình gà nước là người ta chặt cái tay mình, người ta bỏ, thấy không? Ta chặt cái tay mình, người ta bỏ. Rồi bây giờ mình cũng bao nhiêu người ta ủng hộ ông Thích Minh Tuệ, ông tu đúng đầu đà, ông tu đúng hạnh, tu ổng, ông không có lên, ông không có nói là ông là ông sư hay là ông không có nói gì, mà chỉ ông nói là ông là Thích Minh Tuệ, tức là Lê Anh Tú thôi. Đó là một người công dân bình thường, một người công dân bình thường, nhưng mà ta cũng làm tất cả nghĩa vụ công dân của người ta. Người ta làm tất cả nghĩa vụ của cuộc đời thiên người ta rồi. Người ta đi tu, người ta đi tu là ta đi học đạo, nghe không? Ta đi học theo Phật đó. Người ta một cái nhà tu, người ta không có chuông mỏ, người ta không có sách kệ, người ta không có truyền đạo, nhưng mà tại sao nhà dân chúng ta theo? Bởi vì ông làm đúng, ông làm đúng theo cái lực tu, thấy không? Ông làm đúng theo cái học của Phật đó. Cho nên đó là mình phải thấy cái đó, ta nể ông đó, thấy không? Tại sao ngoài Quảng Trị, ngoài Huế, ngoài ông đi tới đâu người ta gãi qua, rồi ông đi tới đâu người ta dọn đường, người ta trải thảm đó. Người ta nó không phải là người ta tôn trọng cái xác ổng, mà người ta tôn trọng cái tâm linh, cái não của ông á. Ông làm đúng đó, ông làm đúng là một cái người tu đó. Còn mình nó tu đó, nhà cao cửa rộng, xe hơi rồi máy lạnh, rồi tu ngồi một chỗ đó, để người ta lợi, người ta cúng cho mình ăn mà người ta còn lại mình đó. Nhưng vậy là vô duyên không, vô lý không, thấy không? Tu gì mà người ta lợi, người ta đem đồ lợi cho ăn, thấy không? Rồi phải còn lại nữa, vậy là mình tu đó hả? Cái đó là mình lạm dụng, mình lạm dụng để mình bóc lột mồ hôi xương máu người ta, rồi mình tuyên truyền đó, tàu lao bắt xế đó, để cho người ta nghe, rồi để mình nhận cúng dường, để đặng mà mình ăn mà người ta còn lại là lại mình nữa, vậy là tu đó hả? Còn cái ông Thích Minh Tuệ này đó, ổng đâu có, ổng đi đâu ổng cũng chuyên hô là ổng con không đó. Ai đánh ổng cũng chúc người ta hạnh phúc, thấy không? Ai chửi ổng cũng chúc người ta là mạnh khỏe hạnh phúc. Ổng vũ bỏ hết, ổng vũ bỏ hết cuộc đời của ổng, ổng không có cái gì mà mang theo, kể cả tới cái thông tin đại chúng là cái điện thoại cũng không có luôn. Ông vũ hết. Cho nên đó là ta mới gọi là tu đó, đó. Chứ còn bây giờ mình tu mà tu mà đồ đó là đồ sạch sẽ, rồi ngồi trong mát đó, rồi ăn bát vàng, đi thì có dù lộng, vậy là tu đó ha? Cái đó không phải, cái đó là mình lừa mắt của thế gian thôi. Mình nó là coi như là mình để đặt ra để đặng mà cho người ta tin ngưỡng mình, để người ta nuôi mình thôi, thì cái đó là không phải tu. Còn cái chính Thích Minh Tuệ người ta là mới đúng là một cái người tu đó. Bởi người ta thường nó nói là đi tu, rồi tại sao mà hồi xưa ông Phật Thích Ca cũng vậy đó, ông đi đó ông cũng bỏ nhà, và ông cũng có vợ con, thì ông bỏ nhà bỏ cửa bỏ cung vàng địa ngục đi, ông đi sao mà ông ngủ nghĩa địa này, nghĩa trang nè, rồi ông ngủ nhà quan cửa lạnh, rồi ông lấy giải ba hồi xưa ở ngoài cách này mấy ngàn năm đó, là bây giờ cũng vậy thôi. Ấn Độ nó mất đó là nó bó đèn bên trên núi bỏ đó, rồi con này con kia ăn cái xác, rồi còn cái giải ra mới kết lại ông thầy làm cái y phục ông. Thì bây giờ ông Thích Minh Tuệ này ông cũng làm đúng như vậy đó. Nó ông đâu có xin xỏ ai đâu, phải không? Ông không có nói tới ai đâu, ông đâu có đụng chạm tới cái Nico này đâu, mà tại sao mà xúc phạm như vậy hả? Tôi nhắc một cái nữa, bây giờ trên Nico nè, Vũ Hân này nè, có mình ên cô thôi mà cô bằng trên 7 tỷ người trên thế giới này, người ta công nhận không? Rồi bà bằng các cái tôn giáo khác người ta công nhận không? Đó, chính các cái nhà sư rồi các cái cha xứ ha, rồi các cái linh mục giáo mục người ta cũng ai cũng điện, người ta cũng chúc mừng ha, người ta cũng kinh phục, người ta kính nể một cái nhà tu đúng đầu đà như vậy đó. Tại sao mình đi phỉ nhổ người ta, thấy không? Đó, cho nên đó tôi nói mình đó phải nói cái gì, con người ta nó không có cái gì bằng danh dự, không có gì bằng hạnh phúc, không có gì bằng uy tín, là tất cả là cái uy tín đó. Tại sao mình đi lên mình phản đối như vậy, là mình mà cũng là một người tu, mình dám xuống tóc ha, mình dám xuống tóc ha, đó, rồi mình đi tu đó. Như vậy là cái mình xuống tóc vậy, rồi nói chuyện ngốn ngát vậy, giống như mà cái giò giữa của người đàn ông vậy, giống như cái giò giữa đàn ông vậy, ăn nói không có ra gì. Tôi khiêm tốn tôi nói vậy đó, đi cạo đầu
tổng đốc kia, rồi lên nói ngủ gặp gần vậy, y như là cái chân giỏ của người đời, cái chân giữa của người đàn ông vậy. Ăn nói thì không ra chân. Tôi đây nè, tôi ở Bến Lức nè, Long An nè, Cập Bình Chánh nè, đó, tôi sẽ tới nhà, tôi sẽ tới nhà cô tới luôn, sao nói tại mặt luôn đó. Nó thiệt cho cô đừng có né tránh đâu trần rồi nè, mình dám ăn, dám nói, dám gói, dám sách thì mình dám chịu trách nhiệm. Mình trốn chi vậy, trốn cộng đồng mạng chi vậy, mình nói nó làm gì vậy đó, mình nói như vậy là mình có gì không? Hay hoặc là tôi nói là tôi có qua cái clip hen, rồi tôi cũng nghe nói. Ví dụ như bây giờ là năm Vũ Linh á, nó mắc mớ gì cô mà cũng đi lợi rồi lấy cây rồi xăm soi trên hà mã mồ của ta, mà bao nhiêu mà ngàn người qua người ta lại ta kính nể một cái người nghệ sĩ anh tài năng rồi có cái phục vụ cái nền văn hóa văn nghệ của dân tộc Việt Nam mình vậy đó, người ta kính phục kính nể, cũng lợi rồi trọt gậy trọt đồ nói này kia đồ. Mà tu gì á, tu tắc á, nữ tắc hả hả, chứ tu gì, con người như vậy là không chính đáng. Năm nay tôi độ cô chắc lẽ là cũng trên 70 hoặc là 70 đó, nhưng mà không còn bao lâu nữa mình sẽ theo ông theo bà rồi, nhưng mà mình để là cái tiếng này đó là không sẽ đầu thai được đâu. Mình tu để làm gì vậy hả? Mang cái áo rồi xuống những cái tóc, mình làm không giống người tu đó, mà giống như là tôi nói đi nói lại, giống như cái chân giữa của người đàn ông vậy đó, gục gạch đó. Bác Sáu ơi, cho anh em con hỏi nè, nếu một người tu tại gia mà lên trên mạng sân si như vậy có đúng không bác Sáu? Bây giờ đó, tu tại gia hay là tu chùa hay là đi tu cũng là cái đi tu. Nhưng mà thấy phát ngôn của cô Hân này đó là phát ngôn là vô trách nhiệm, thiếu ý thức, xuyên tạc, làm đem ố cho một cái nền Phật giáo của mình, của Việt Nam mình. Bởi vì ông Thích Minh Tuệ là ông đi đó là ổng là một cái xe ha, một cái đầu xe để ổng dẫn một cái Phật giáo mình trở lại, chứ đã qua rồi đó là thấy nó lạc lẽo, mạnh ai nói cái này, mạnh ai nói cái kia, mạnh ai nói bây giờ ổng mới đi lại. Mà cái này là bên tôn giáo của Việt Nam mình người ta cũng công nhận vậy, ổng là một cái đầu xe mà ổng sẽ kéo theo vậy đó, là để làm gì, để cho nó có cái nề nếp cái đạo mình lại tu phải có phép, rồi phải có lực, rồi phải có là những cái quy định ha, hoặc là truyền bá nó cũng phải đúng đó. Ví dụ truyền bá, ví dụ như bây giờ tôi nói đơn giản, tôi nói ví dụ như mình là đi theo mà làm cách mạng đi đó, thì mình phải làm đúng con người đảng viên, làm đúng con người công nhân viên đó. Còn người tu cũng vậy đó, người tu mình đi ra mình nói là cũng phải đúng, chùa này nói đúng như chùa kia đúng như nó, chứ đâu có đâu mà chùa này thì nói kiểu này, chùa kia nói kiểu khác, nói ai muốn nói gì nói không được. Bây giờ ông Thích Minh Tuệ này ông mới quay lại nè, quay lại là ông làm như một cái đầu xe vậy đó, ông kéo là để đặng mà ông dắt cái đường Phật mình đi lại cho nó chính đáng, nó nghiêm trang, rồi nó yên tịnh hơn, cho để mạnh ai nấy tuyên truyền, mạnh ai nói, rồi mạnh ai nấy xây chùa, xây thất lịch nó. Vậy là coi như không trúng. Mà bây giờ nào kinh là kệ phải kể từ nó có mấy nhiêu ngàn năm đó, chứ đâu phải mà ông nào cũng sửa đổi được đâu. Ví dụ như bây giờ mình đã đi làm cách mạng thì bây giờ nè mình phải theo lực không của chính phủ đó, rồi nếu là mình tổ chức cao nhất là mình phải đi theo điều lệ đảng, không đi theo điều lệ đảng. Thì tại sao mình Phật cũng vậy đó, mình đi tu thì mình phải học theo cái kinh của Phật đó. Phật nói sao mình phải làm gì, chứ đâu phải Phật đâu có kêu cúng dường, Phật đâu có kêu coi tay, thật đâu Phật đâu có coi bói. Bác Sáu cho con hỏi cái này, một cái người tu hành thì đúng ra là không lên trên mạng xã hội mà tìm những chỗ ồn ào để sân si, nhưng mà cái bà ni này nè, bà ni ni tặc cho cô Bác Sáu nói lúc lắc vậy đó, là bây giờ là ông Sư Minh Tuệ đi thì có là hàng trăm hàng ngàn cái Phật tử đi theo, bả lên trên clip bả nói á là kéo bầy đi theo, kéo bầy có nghĩa là bầy đàn, mà cái con người ta mà bả là người tu hành mà bả nói là kéo bầy bầy đàn, kéo có bầy của bầy đó là rồi bả cái phát ngôn của bả như vậy là có đúng chữ mực chưa không? Tôi hoàn toàn không đồng ý. Mình cũng như tôi nói hồi nãy, bây giờ mình đã xuống tóc mình đi tu đó,
thì những người khác người ta cũng đồng đạo với mình. Tại sao mình kêu người ta bày là gì? Bày thú hay là bày cá, bày chim? À, mình nó cái đó là tôi nói là cô Hân này nè, không phải xúc phạm đến thầy Nguyễn Tệ mà xúc phạm tới cả một cái đạo Phật của chúng ta. Người ta tín ngưỡng Phật là ta tín ngưỡng theo ông Thích Minh Tệ, mà tại sao bà kêu bằng bày, bà kêu bằng lũ, bà kêu bằng cái này cái nọ là bà xúc phạm lớn đó. Cũng như tôi điển hình, cũng như một số như nhà thì chưa khác gì đó. À, cũng cho rằng là thầy tu ở dơ ha, rồi bẩn thỉu, rồi bẩn áo thì như là chia ganh phân nền bán gì đó. Nhưng mà người ta làm đúng, người ta làm đúng theo cái y phục của Phật đó. Ta đâu có cần là nhung lụa gấm là sang trọng đâu. Theo bác Sáu, theo con biết á, là cái y của ngài Minh Tệ là ngài lụm từng miếng vải rơi ngoài đường đó, ngài may từng lại, lụm từng miếng một đó, may thành một cái y. Rồi cô Diệu Hân này có làm được như ngài Minh Tệ hay không, có dám bỏ tất cả những cái gì mà mình hiện tại đang có và đi chân đất đi cả một đất nước Việt Nam, từ Nam tới Bắc, từ Bắc tới Nam, có làm được như ngài Minh Tệ hay không mà lại cô lại lên trên mạng sân si rồi bôi mó rồi nói luôn một cái gia phả của ngài Minh Tệ ra nữa. Có đó con xem được, con anh em con rất là bức xúc. Ngày hôm qua anh em con cũng đã tìm đến nơi nhà của Diệu Hân rồi, nhưng mà cô đã bỏ trốn, không biết là trốn ở đâu, giờ không muốn gặp anh em con. Thì hôm nay là bác Sáu là cái ở tận dưới Long An này, giáp với thành phố Hồ Chí Minh, thì có gọi anh em con xuống đây, thì bác Sáu xem những cái đoạn clip đó, bác Sáu rất là bức xúc hả bác Sáu? Bức xúc lớn lắm, lớn rồi. Tôi từ ngày Thích Minh Tệ mà ra đời á, cũng có nhiều sư, tôi không có nói tên mà có nhiều sư à, cũng lên tiếng ha, rồi cũng đã kích này kia rồi vậy đó. Nhưng mà tôi chưa thấy một cái phát ngôn nào cũng như cái cô Hân này đó. Cô Hân này nó bây giờ đi được không, cô Hân này có đi được như Thích Minh Tệ không? Mình mẩy như cái bão lúa đâu mới đi ra đường, xin lỗi, 100 thước đáy quần rồi, không đi nổi đâu, mà chỉ đi xăm xi người ta thôi, chỉ ngồi vậy đó, rồi kiếm chuyện xăm xi người ta, vậy hay lắm hả gì vậy? Vậy hay hả hả, vậy tốt đẹp lắm hả? Để làm cái nó chi, làm cho người ta chửi mình, làm để cho người ta gủa mình, không làm để cho người ta đó là không công nhận là mình là một cái người đàng hoàng, người tầm bảy tầm ba là đã lớn tuổi rồi. Bây giờ đó là cha mẹ mình sanh mình ra, gờ từng cái tay cái chân coi có tật nguyền không, lớn lên dạy mình từng tiếng nói, dạy mình lời ăn lẽ phải, chứ đâu có dạy mình mà lên mà xúc phạm tới một cái nhà tu qua mình dạy. Bây giờ cha mẹ của cô chắc cũng chết hết rồi đó, chứ còn nếu sống tôi cũng nói nặng à. Dòng thứ cha không biết dạy con, mẹ không biết dạy con, cháu không biết dạy bà, không biết dạy cháu. Cho nên bây giờ từng tuổi này mà còn xúc phạm cái gì, tính thật ra mà ông Minh Tệ ông không có nói tới một cái gì hết trơn, đụng phạm tay hết trơn đó. Rồi có những người nói ông Minh Tệ này ông làm gì có lợi cho đất nước không, trời ơi quá lợi chứ, quá lợi chứ sao không có lợi được. Bây giờ thôi tràn ngập hết trơn cả bên Mỹ luôn, người ta cũng cái ống hút, uống cái ống hút uống nước cà phê thôi cũng là cái màu áo xinh, màu áo của Minh Tệ rồi tới cái nón ha, rồi tới cái áo đó, rồi tới cái ba lô đó cũng là cái mang cái thậm chí còn thấy chiếc xe cũng làm cái áo của ngài Minh Tệ luôn đó, đó. Tất cả trơn đó. Mà bây giờ hiện nay giờ mấy ngàn bài ca hát và tượng tạc của con Thích Minh Tệ, mình thấy không, nó lan tỏa là cả một cái thế giới trên 7 tỷ dân này người ta công nhận vậy. Còn mình lại mình đi phỉ nhổ, mình làm gì có lợi ích gì mình không hả? Chắc ai xúi dục mình, chắc có lẽ là Ni Diệu Hân này tu không được như ngài Minh Tệ, cho nên là giống như ghen ăn tức ở hay sao á. Đúng rồi, ngài Minh Tệ bỏ hết rồi, ganh kỹ ta gọi là ganh kỹ là ích kỹ, ganh tị ích kỹ. Lúc trước á thì Mạnh Thường Quân á, người ta biết là cái bà này á là dùng cái mòn để mà dụ ngon dụ ngọt á, mà nó cũng gửi tiền về ăn cho mập rồi đi đâu nổi gì bá sáng á, đi có 100 thước rồi đấy quần rồi đó. Đúng rồi, giờ là có sư Minh Tệ ra, cái bà không mất quyền lợi, ngày Minh Quân không có tiền về. Đúng rồi, có kiếm chuyện sư Minh Tệ bể nồi bể gì vậy, ông Minh Tệ ông ôm cái nồi rỡi nồi cơm điện, bây giờ làm bể cái nồi cơm mất rồi đó. Rồi bể nồi cơm mất rồi, bây giờ phải ganh tị, mà ganh tị bây giờ ganh tị đi xăm xi người ta, mà xăm xi người ta không khác nào để kéo người ta để chửi mình.
Con người gì mà ngu quá trời vậy? Dạ. Con người này nó là giống như cái chân giữa, cái đầu lọc tóc luôn quay lại giống như chân giữa của người đàn ông. Tôi nói điện nó hoài, tôi nóng lắm rồi đó. Nhưng mà mình dám lên trên mạng công bố, mình nói với ngài Minh Tệ, nhưng mà anh em cộng đồng mạng và cũng như anh em ngoài xã hội đã tìm đến tận nơi nhà mà không dám ra mặt. Chốt. Và bây giờ trốn không biết là trốn ở đâu. Nếu mà mình dám nói, mình dám nhận, đúng không bác Sáu? Ừ. Không trốn làm gì? Thì tôi nói đó nè, mình dám gói, dám sách. Ha. Đó, dám nói, dám chịu. Chứ mình né chi vậy? Bây giờ này mình nói vậy đi. Bây giờ người ta lợi đó, mình trực tiếp trả lời. Tôi nói gì có lợi ích gì cho ai, có lợi ích gì cho tôi trả lời đi, trốn chi vậy? Nhục quá vậy? Giống như là một cái con chuột vậy hả? Gan lén gì rồi cái đầu thấy người ta chạy là bị làm chi vậy? Thì ngày nào cũng bị diệt vong thôi. Không tùng anh em xin vinh đệ đâu có kèo chọn gì cái bà này. Đúng rồi, người ta ra chửi luôn. Chửi luôn cái dòng họ tao luôn á. Dòng họ người ta có đụng chạm gì mà người ta không đụng chạm cái dòng họ mình, mà mình đi đụng chạm tới dòng họ, tới gia phả người ta là sao? Nó có cái điều cái thứ gì thì đó là bác Sáu. Con là ngày qua thì con mấy anh em con tới cái cô này là có đặt một cái máy để thụ tinh. Nhưng mà thường thường cái máy thụ tinh người ta nam mô với là phật, nam mô với phật là đạo thôi. Còn này là cô diệu hơn thiết pháp, cô diệu hơn cầu đó, mà cái đó có hai câu à, có hai câu lập tới lập lui hoài. Cô diệu hơn là thiết pháp, cô diệu hơn cái gì sao là cái cầu an. Ủa cái này là phật. Những cái người đi tu là chỉ đọc những bài kinh của Phật truyền lại để cầu an cho bá tánh. Cô diệu hơn này đâu phải là Phật đâu mà phải cô cầu an, cô cầu hơn diệu cầu an đó. Cái này, cái điểm nhấn này nè, bá Sáu nên nhấn xí vào cho mạnh vô để cho bà hiểu là bà cái vị trí bá tu ở đâu, bà nằm ở đâu, bà là cái gì. Bà cô diệu hơn này là gọi là tiểu ni hồ ly. Tiểu ni hồ ly tôi hay là bé diệu hơn? Tôi đã xem qua mạng rồi và cũng được các nhà mạng cung cấp cho tôi. Cái bà này đó là nó thật ra mà nói thì bà này đó bà xảo quyệt thôi, không có tu hành đâu, để kiếm chuyện xâm si người ta thôi. Tới ca sĩ không đụng chạm gì, tới dòng họ gia phả bà cũng lợi, bà cũng hâm dọa người ta, gõ gậy gõ gậy cho mồ mả người ta, không? Rồi tới người ta là một cái người tu rồi một người đồng đạo của mình, thì mình cái nào mình làm được thì mình làm, cái nào mình làm được thôi, thấy không? Đó. Nhưng mà tại sao mình ganh tị vậy? Có nghĩa là đụng chạm tới bản thân mình, rồi đụng chạm tới tư duy của mình. Đó, rồi mình để lên mình nhục mạ người ta mà nhục mạ vậy đó, rồi để mình trốn né. Đâu có hay. Thấy không? Không hay đâu. Đó, thì tôi nghĩ là tất cả cái con người mà hướng về Phật, về Minh Tệ thì không công nhận được cái lời nói và cái người tu này đâu. Bà này là xin lỗi cho xác định là bà là tu tạch để kiếm chuyện, là gặt hái những cái gì tầm bậy tầm bạ vậy bà để đưa lên đó, chứ không phải là tu đi lượm lặt mà lượm không trúng, lượm không trúng, không trúng đầu lượm đó. Đó, bây giờ tôi nói hiện nay bây giờ nè, mình thấy ông Thích Minh Tệ á, ông chỉ có dùng một bữa cơm thôi, ông đi thiết thực dùng một bữa cơm á, là ăn đủ thôi chứ không cần phải cho dư trong người nữa, một chai nước đó. Ông làm như vậy đó, mà hiện nay bây giờ ở Gia Lai bây giờ đó là thuộc về một cái đất tiên rồng rồi đó. Ông chỉ về đó là ông về cái cốc có lâu đâu, mà trên 7.000 tấn gạo và phân bón người ta các cái nơi người ta đổ xô về Đồng Tháp rồi Tiền Giang, Hậu Giang gì Cần Thơ gì các cái tỉnh miền Nam này, phía Nam này đưa đổ xô về chảnh là cúng dường. Còn đất xung quanh mà của gia đình của ông Thích Minh Tệ này là mua giờ là đất mắc gấp 2 lần đất Sài Gòn nữa. Trời ơi vậy. Ta mua hết rồi, mua bây giờ một hồi đó ví dụ như đó mà là một phần đất là 100 triệu, bây giờ phải 1 tỷ mấy. Ta mua hết trơn rồi, ta mua vòng vòng hết trơn rồi. Đó, sau này ông Thích Minh Tệ ông đã là tu thành rồi ha. Rồi ổng có một cái mồ rồi đó nha. Đó, rồi bắt đầu là chỗ đó bây giờ nó trở lên một cái thành phố, cũng như là ông cha Diệp ở với Bạc Liêu vậy đó. Đó. Hồi xưa ông cha Diệp cũng vậy thôi, cái mồ ông bình thường thôi. Mà ông nổi tiếng lên rồi ha, rồi đó tôi đất ruộng nè. Năm 90 mấy tôi có đến. Xe nước ngoài như vậy đậu ngoài quận không? Bây giờ xuống đó bây giờ nó thành một cái thành phố rồi.
Dạ. Thành ra người ta, đoán trước vậy đó. Bây giờ sau quanh đất nhà nhà là cô cái quê của ông Minh Tệ, sau quanh xã của ông đó, rồi gần nhà ông đó, giờ là nó ta mua, người ta dọn dẹp này kia, người ta để đó. Có một cái điều như thế này đó, Sáu không đó. Biết cái đạo hạnh của cái bà nữ tật của Sáu nói á, là tới đâu, mà con coi á, trên clip cái đoạn cuối á, là cái này là cái bà này là bà nói bà để là bà giảng, bà giảng đạo, bà nói về sư Minh Tệ, mà bà nói cái điều như thế này là bà là được mười phương chư Phật chứng nhận sư Minh Tệ đi là phải thông qua ý kiến của bà đó. Con biết là cái đạo hạnh bà tu tới đâu mà bà nói cái câu như vậy. Thật ra mà nói thì bà láo thôi, bà láo sượt thôi, chứ ông Thích Minh Tệ này á, ông đi là bởi vì có nhiều người ta hỏi á, ta hỏi ông Bảy ở bên Hòa Hảo á, ta hỏi cho bây giờ có người chê Minh Tệ, rồi có người ta khen Minh Tệ, rồi bây giờ sao chú Bảy? Ông nói cái này đó, mình không có nói ai đúng ai sai chân á. Không có ai nói mà ai đúng hay sai. Nhưng mà ông Minh Tệ đó, ông làm đúng đó, là 12 đầu, 13 đầu đà, và ông làm đúng theo Phật đó, thì coi như mình coi như ông như là một người Phật đó. Ông bảy mình cầu đại, ông cũng nói rõ vậy đó đó. Chứ hiện tại bây giờ biết bao nhiêu chứ ai mà học là... bả có nhiều học bả, có ai mà giống ta không chửi nó thôi, cho ai không bảo. Mà bà nói là đi là phải không có ý kiến bà là được người hương dò chư Phật chứng nhận. Ai công nhận bà? Bà Diệu Hân này. Dạ. Mà ai bà mà ai công nhận bà? Ai công nhận bà là người tu? Bà này là tu hú á, chứ tu gì? Bà này để kiếm chuyện người ta. Phật tử hú cái là bà đi đó. À, đi kiếm chuyện, để đi kiếm chuyện thôi. À. Chưa kịp hú là bà hú. Hay là kẹt cái vấn đề gì đó bác Sáu. Alo, cô mai cô đi Nha Trang Đà Lạt, bây giờ cô không có xe, kêu xe tới chở đi, có chút đỉnh nữa, là bả chuyên gia cái vấn đề đó đó bác Sáu. Bả là dân lừa đảo tu tạc chứ tu gì, ta tu hạnh còn bả tu tạc á. Hai bữa nay có anh em con có quay một cái clip, một cái người đó quận mấy anh? Quận 5 tố bả là mấy năm về trước mẹ người này nè có bị bệnh, là lợi tới bà là bà kêu là đưa 15 triệu đi bà cúng giường, bà cúng gì mấy bàn gì đó để cho cái mẹ của vị thí chủ này là hết bệnh. Nhưng mà thực ra bây giờ bà không có cúng rồi, em tiền ta luôn. Mà giờ cái vị này nè, bữa nay lòi ra là cái vị này nay lên quá chửi luôn, chửi bà không còn nhỏ kêu bằng con không. Tôi cũng đề nghị á, pháp luật nhà nước, nhất là địa phương của bà Nico Diệu Hân này ở đó, nên xem lại, xem những cái clip, thấy không, cái clip của trên mạng, xem lại, mời bà phải phạt hành chánh bà vi phạm, nhục mạ người khác, nhục mạ nhân phẩm người khác, rồi để tự mình nói lên cái công lao của mình, mà công lao ai công nhận. Bây giờ tôi đề nghị chính quyền địa phương phải có trách nhiệm vào cuộc để xử cái chị bà này, để làm gì, để răn đe, để xào xáo cái này cái kia khác, làm mất an ninh trật tự đó cho xã hội. Thì tôi đề nghị đó là chính quyền địa phương ở chỗ đó phải vào cuộc, nếu mình làm không được thì mình đề nghị cấp trên. Bây giờ đúng rồi, bây giờ nói khéo cái này mình nên nói xoáy vào cái vấn đề của cái Ni này nhiều hơn. Những cái bài giảng của Ni này có lập ra một cái kênh kêu là Tiểu Ni Diệu Hân. Thì bác Sáu vào đó, bác Sáu tìm hiểu đi, rồi bác Sáu sẽ coi, bác Sáu sẽ tức nó. Những cái bài giảng của bà là tự bà động bà soạn ra để bà giảng, chứ bà không phải là qua cái kinh hoặc gì để bà giảng hết. Ý là bà rút cái kinh nghiệm mà ngoài đời bà để bà vô bà giảng cho người ta nghe thôi. Đa số là những cái bài giảng của bà em nghe là sân si là hơi bị nhiều. Đúng rồi, sân si là hơi bị nhiều. Bởi vì theo mình nhận xét đó, thì bà này bà không có tu rồi đâu. Bà chỉ lợi áo thôi, lợi áo nhà chùa thôi, bà tu thôi. Nhưng mà bà để bà ra một cái thiết lý của bà đó, để đi vào tâm lý người ta đó, để đặng mà bà dơ ghét, thấy không, bà ăn hút máu người ta thôi đó. Cũng như tôi nói bây giờ, ví dụ cái gì nó cũng có cái quy trình, cái gì nó cũng có quy chế của nó, cái gì nó cũng có cái điều lệ của nó, mà bà làm có đúng không? Ví dụ như bây giờ bà tu thì trong cái kinh Phật ta nói cái gì thì bà nói cái nấy, chứ bà đâu được. Phật có nào mà dạ, Phật dạy là Phật dạy là theo kinh Phật,
chứ Phật đâu có dạy rồi. Tự mình sẽ đặt ra cái kinh của mình hay hoặc là đặt ra cái tiên truyền cái giáo lực đạo của mình đó, mà Phật đâu có dạy cái đó, mà cái đó là coi như mình thêm bớt cái đó là mình thêm bớt cái đó là gì thôi thêm bớt đó là mình bôi xóa là kinh Phật, là cái đó là có tội lớn lắm, có tội. Cho nên là tôi cũng nói một lần nữa là đề nghị pháp lực phải vào cuộc để xử lý hành chánh bà này. Đề nghị khóa ngõ vô đi. Bây giờ cộng đồng mạng cũng như bác Sáu đó là hôm nay là kêu anh em con xuống đây để mà đăng tải clip này lên, rồi cũng nhờ cơ quan vào cuộc để mà túm bà này. Đó là cho bà khớp cái mỏ bà không lên trên mạng, bà nói tầm bậy tầm bạ được trên mạng này. Đúng không bác Sáu? Tôi cũng đồng thuận vậy đó. Bây giờ hãy dập tắt cái phát ngôn của bà, phát ngôn này, phát ngôn bừa bãi, phát ngôn này đó làm ảnh hưởng cho nhiều người khác mà trong cái nhà tu đó. Cho nên là không có để bà này phát ngôn, và cũng chấm dứt, không phải làm xúc phạm tới nhà tu không rồi đồng đạo mình, mà không để bà làm xúc phạm tới những người khác nữa. Yeah. dân dân yeah. Nội tu hành mà bác thấy là ở ngay chỗ cái lúc trước là nghe nói là bà ở cái chỗ cũng hơi tệ phải không? Đúng rồi, sao Phật tử cũng vừa bữa nay xây đất rất hạn gian, nhưng mà điều đặc biệt á là bả đặt gạch á, gạch ốp tường á, đặt cái hình của bả ốp trên trong tường luôn. Mình bia tại vì để hình ngoài đường vậy đó, cho người ta đi ngang người ta thấy nó đủ cả. Để tên là Ni Cô Diệu Hân, nhưng mà cái chân mày của người tu hành đó là lại trời ơi sâm sắc lẻm. Thấy xăm mài cắt mí mắt thì tâm lý đó cắt với sao nhọn mắt lên mở lên nổi luôn, mỗi lần nói chuyện với anh em YouTube là phải lấy hai cái tâm chổi lên. Bây giờ xong luôn rồi mà bác coi cái clip á, bác thấy đi ăn cái mặt trời nữa coi. Thì anh em con đến đây để mà truyền tải cái thông tin và cũng đôi lời gọi đến Ni Diệu Hân như thế này. Cho dù con cũng rất ngưỡng mộ Ni, vì Ni cũng là tu tại gia, nhưng mà không biết tu cách nào đó là không biết, nhưng mà ngài thật sự ra ngài minh tệ cũng không có đụng chạm gì đến Ni, cho nên là Ni Cô Diệu Hân phải suy nghĩ lại. Và ngài minh tệ có làm ảnh hưởng gì tới Ni đâu mà lại lôi lên trên mạng nói nguyên một lôi một cái gia phả của ngài minh tệ ra để làm gì đó. Nếu mà mình đã nói, mình đã chấp nhận, mình làm, mình lên trên mạng xã hội mình nói, thì những anh em xã hội và những anh em YouTube lại sao mà cô bỏ trốn làm gì đó. Thì hiện tại giờ bác Sáu cũng có yêu cầu và tự nguyện rằng là nói lên trên mạng này, và muốn anh em đăng tải lên cũng nhờ cơ quan ở khu vực đó để mà xử và khớp mỏ bà này. Thì con thay đôi lời xin cảm ơn bác Sáu ha. Bác Sáu con chúc bác Sáu luôn luôn sức khỏe nha bác Sáu. Rồi tôi cũng chúc các em các cháu và cộng đồng mạng và cô bác cả nhà mình đã xem được cái clip này, nó sẽ vào cuộc cùng chúng tôi đó, là lên án của cái Diệu Hân này đó, để nhằm răn đe cho những người khác không làm gối cho những người tu và những người đồng đạo. Xin kính chào. Yeah.